Năm con giáp được trời ban lộc lớn trong tháng cô hồn, phất lên giàu to, ra cửa là có tiền. Kính chào các quý thính khán giả, tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là tháng cô hồn, thường mang đến những điều đặc biệt và có phần huyền bí. Trong thời điểm này, khi mà năng lượng từ thế giới bên kia có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, có những điều tốt lành và may mắn cũng có thể xuất hiện. Theo các nhà phong thủy và tử vi, không phải ai cũng gặp khó khăn trong tháng cô hồn, mà ngược lại, có những con giáp được trời ban cho lộc lớn, phát tài phát lộc và phất lên nhanh chóng. Hãy cùng khám phá những con giáp may mắn này và những điều may mắn mà họ có thể gặp phải trong tháng này. 1. Người tuổi Dần. Người tuổi Dần sẽ có một tháng cô hồn đầy hứa hẹn với nhiều cơ hội tài chính. Những người thuộc tuổi Dần thường được biết đến với tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Điều này có thể giúp họ tận dụng tối đa các cơ hội trong tháng này. Lộc lớn, trong tháng này, người tuổi Dần có thể nhận được các khoản tiền bất ngờ từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như tiền thưởng, hợp đồng kinh doanh thành công, hoặc các cơ hội đầu tư mang lại lợi nhuận cao. Những cơ hội tài chính này có thể đến từ các dự án mà bạn đã đầu tư trước đó hoặc từ những người bạn, đối tác cũ. Ví dụ, có thể bạn sẽ được mời hợp tác trong một dự án lớn, hoặc gặp gỡ những đối tác quan trọng, giúp đẩy mạnh sự nghiệp và tài chính. Ví dụ, nếu bạn là doanh nhân, một đối tác mới có thể giúp bạn ký kết một hợp đồng lớn, hoặc nếu bạn làm việc trong một công ty, bạn có thể được thưởng một khoản tiền lớn từ thành công của một dự án mà bạn đã tham gia. Đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào và hãy tự tin ra ngoài, vì may mắn đang chờ đón bạn. Những ngày cuối tuần có thể là thời điểm lý tưởng để tham gia các sự kiện mạng lưới hoặc hội thảo, nơi bạn có thể gặp gỡ những người quan trọng. 2. Người tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ sẽ thấy sự gia tăng rõ rệt về tài lộc và cơ hội trong tháng cô hồn. Tuổi Tỵ thường là những người khéo léo và thông minh, có thể nhận biết và nắm bắt cơ hội tốt khi chúng xuất hiện. Lộc lớn, những người tuổi Tỵ có thể nhận được những khoản tiền không ngờ từ các nguồn thu nhập phụ, chẳng hạn như lợi nhuận từ việc bán hàng, hoặc tiền thừa kế từ người thân. Điều này có thể là kết quả của việc bạn đã làm việc chăm chỉ và giữ một tinh thần tích cực trong thời gian qua. Ví dụ, một số người tuổi Tỵ có thể tìm được một món đồ quý giá trong gia đình, hoặc nhận được sự hỗ trợ tài chính từ người bạn cũ, giúp họ cải thiện tình hình tài chính và công việc. Ví dụ, bạn có thể phát hiện ra rằng một món đồ cũ trong nhà mình có giá trị cao hơn bạn nghĩ và bán được với giá tốt. Hoặc, một người bạn lâu ngày không gặp có thể liên hệ với bạn và giúp bạn giải quyết một vấn đề tài chính. Hãy chú ý đến những cơ hội này và tận dụng chúng để cải thiện tình hình tài chính của mình. 3. Người tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ sẽ được hưởng lộc lớn trong tháng này với nhiều cơ hội tốt đẹp. Tuổi Ngọ thường là những người năng động và nhiệt huyết, và điều này có thể mang lại cho họ nhiều cơ hội mới trong tháng cô hồn. Lộc lớn, trong tháng cô hồn, tuổi Ngọ có thể nhận được những món quà bất ngờ hoặc các cơ hội đầu tư sinh lời cao. Tài chính của bạn sẽ dồi dào và phong phú hơn. Đây có thể là kết quả của những quyết định đầu tư thông minh mà bạn đã thực hiện trước đó. Ví dụ, bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng lớn từ công ty, hoặc có cơ hội kinh doanh mới đem lại lợi nhuận cao. Ví dụ, một dự án đầu tư mà bạn đã tham gia có thể đạt được thành công vượt ngoài mong đợi, hoặc bạn có thể nhận được một món quà giá trị từ một người quan trọng trong cuộc sống của bạn. Hãy tận dụng thời điểm này để đẩy mạnh các kế hoạch tài chính và đầu tư của bạn, vì khả năng thành công và lợi nhuận cao đang ở rất gần. 4. Người tuổi Mùi. Người tuổi Mùi sẽ thấy sự gia tăng đáng kể về tài lộc và may mắn trong tháng cô hồn. Những người thuộc tuổi Mùi thường được biết đến với sự kiên nhẫn và tính cách dễ chịu, điều này có thể giúp họ thu hút nhiều cơ hội tốt. Lộc lớn, những người tuổi Mùi có thể gặp được quý nhân giúp đỡ trong việc làm ăn hoặc nhận được cơ hội làm ăn lớn. Tài chính của bạn sẽ tăng trưởng nhanh chóng và bền vững. Đây có thể là thời điểm bạn nhận được sự hỗ trợ từ những người có ảnh hưởng hoặc từ các cơ hội đầu tư hấp dẫn. Ví dụ, bạn có thể tìm thấy một cơ hội đầu tư tốt, hoặc có thể được hỗ trợ từ một người bạn trong việc phát triển dự án mới. Ví dụ, một người bạn lâu năm có thể giới thiệu bạn đến một cơ hội làm ăn lớn hoặc một nhà đầu tư có thể quyết định hỗ trợ tài chính cho dự án của bạn. Đừng ngần ngại mở rộng mối quan hệ và tìm kiếm cơ hội,
vì thành công đang đến gần. 5. Người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi sẽ trải qua một tháng cô hồn đầy may mắn và tài lộc. Tuổi Hợi thường là những người tốt bụng và có tấm lòng rộng lượng, và điều này có thể mang lại cho họ nhiều cơ hội tốt trong tháng này. Lộc lớn, trong tháng này, bạn có thể nhận được một khoản tiền lớn từ các nguồn thu nhập phụ hoặc các khoản đầu tư trước đây. Tài chính của bạn sẽ ổn định và phát triển mạnh mẽ. Đây có thể là kết quả của việc bạn đã kiên nhẫn chờ đợi và đầu tư một cách thông minh. Ví dụ, bạn có thể được thanh toán một khoản nợ từ lâu, hoặc có cơ hội nhận một khoản tiền lớn từ việc bán tài sản. Ví dụ, một khoản nợ cũ mà bạn đã đợi từ lâu cuối cùng cũng được thanh toán, hoặc một tài sản mà bạn đã bán có thể mang lại cho bạn một khoản tiền đáng kể. Hãy chuẩn bị cho những thay đổi tích cực trong tài chính và sự nghiệp của bạn, vì tháng cô hồn có thể mang đến nhiều điều tốt lành. Các lời khuyên để tận dụng may mắn. Tận dụng cơ hội, đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào xuất hiện trong tháng cô hồn. Hãy luôn sẵn sàng nắm bắt các cơ hội tài chính và đầu tư. Theo dõi các cơ hội mới và chuẩn bị kế hoạch cho việc sử dụng chúng một cách hiệu quả. Giữ tinh thần lạc quan, luôn duy trì tinh thần lạc quan và tự tin trong mọi việc. Năng lượng tích cực sẽ giúp bạn thu hút thêm nhiều cơ hội may mắn. Hãy thực hành các phương pháp giữ tinh thần vui vẻ như thiền, thể dục và những hoạt động giải trí yêu thích. Lên kế hoạch, hãy lập kế hoạch tài chính và đầu tư một cách cẩn thận. Điều này sẽ giúp bạn sử dụng hiệu quả các cơ hội tài chính mà bạn có được. Đừng quên ghi chép và theo dõi các bước tiến trong kế hoạch của bạn. Mở rộng mối quan hệ, tăng cường các mối quan hệ và kết nối với những người có thể giúp đỡ bạn trong sự nghiệp và tài chính. Tham gia các sự kiện xã hội, kết nối với những người cùng ngành nghề hoặc lĩnh vực của bạn, và mở rộng mạng lưới quan hệ cá nhân và nghề nghiệp của bạn. Tháng cô hồn không phải lúc nào cũng mang đến những điều xui xẻo. Với những con giáp may mắn này, tháng 7 âm lịch có thể là thời điểm để bạn phát tài và thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực. Hãy nắm bắt các cơ hội, duy trì tinh thần lạc quan, và bạn sẽ thấy tài lộc đến với mình dễ dàng hơn bao giờ hết. 9. Dấu hiệu người âm đi theo phù hộ. Người âm đi theo là như thế nào? Có những điều khoa học không thể giải thích được như hiện tượng ma ám hay duyên âm đi theo. Vậy có thật duyên âm chỉ đi theo để hại người hay còn giúp đỡ con người trong cuộc sống? Cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Con người luôn có trực giác rất nhạy bén, đó là khi dù không nhìn thấy nhưng vẫn cảm thấy có ai đó đang hướng ánh mắt về mình. Nếu cảm giác này lặp đi lặp lại và bạn không nhìn thấy được là ai cả, hãy nghĩ đến khả năng rằng có một linh hồn đang hướng mắt về phía bạn. Hoặc có người âm đi theo phù hộ và âm thầm bảo vệ mình. Điều này có thể mang lại cảm giác yên tâm và sự bảo vệ vô hình từ một thế giới khác. Bỗng nhiên cảm thấy lạnh. Không khí lạnh mỗi khi đi ngang nghĩa trang hay nơi chôn cất người chết thì luôn lạnh hơn bình thường. Đặc biệt vào những đêm tối trời, khi đi ngang qua những bãi đất chỉ toàn mồ mả, cảm giác lạnh rùng mình có thể xuất hiện. Cảm giác này không chỉ do dây thần kinh điều khiển mà còn là dấu hiệu cho thấy linh hồn của nhiều người đã khuất đang hiện diện. Nếu cảm giác này xảy ra ở nhiều nơi khác nhau, có thể bạn đã bị vong linh nào đó đi theo do hợp vía. Cảm giác nhức mỏi kéo dài. Nhiều người cảm thấy nhức mỏi vai, gáy, tay, chân mà điều trị bằng nhiều hình thức vẫn không thuyên giảm. Có thể bạn đã bị hồn ma đeo bám, leo lên cổ, vai, đeo bám vào tay, chân tạo ra áp lực vô hình khiến bạn nhức mỏi không nguyên do. Một số thầy bà có thể bắt ma, bắt hồn ra khỏi cơ thể người bằng cách vuốt dọc cổ, sống lưng, tay, chân, giúp loại bỏ cơn nhức mỏi này. Điều này cho thấy người âm đi theo có thể vừa là hại, vừa là giúp đỡ. Phản ứng kỳ lạ của động vật. Động vật có tần số âm khác với con người nên chúng có thể nhìn thấy những thứ mà chúng ta không thể. Chó là con vật trung thành, có khả năng phát hiện ra hồn ma và sủa để xua đuổi. Nếu chó cưng của bạn đột nhiên gầm gừ, sủa inh ỏi và tỏ vẻ sợ hãi, có thể có một hồn ma ở gần. Hoặc nếu chúng tỏ ra sợ hãi khi bạn đến gần, có thể chúng đã nhìn thấy linh hồn người chết đang đứng sau lưng bạn. Những bóng người lạ trong tấm ảnh cũ. Khi xem lại những tấm ảnh cũ, nếu bạn phát hiện có một bóng người lạ trong bức hình, đó có thể là người thân đã mất hoặc người lạ.
hồn ma có thể bị máy ảnh ghi lại mà con người không nhìn thấy được. Nếu chỉ mình bạn thấy hồn ma trong tấm hình, điều này cho thấy vong linh đó nhắm đến bạn, có thể để giúp đỡ hoặc vì một lý do nào đó. Những bóng đen vụt qua. Có lời đồn rằng người âm không thể cho bạn nhìn thấy mặt vì như thế họ sẽ không thể siêu thoát. Nếu bạn cảm thấy có bóng người theo sau mình và khi quay lại chỉ thấy bóng đen vụt qua, có thể là có một người đã khuất theo sau bạn. Người này có thể giúp đỡ hoặc theo vì một mục đích nào đó. Dù lý do gì, người âm không thể cho bạn thấy mặt nên khi quay lại họ sẽ biến mất. Đồ vật bị mất mà không rõ nguyên nhân. Ma quỷ cũng có thiện, có ác. Nếu đồ vật trong nhà bạn mất đi một cách bí ẩn, có thể đó là tín hiệu từ người âm muốn bạn biết về sự hiện diện của họ. Họ có thể là những vong linh tinh nghịch hoặc cố gắng ra tín hiệu để bạn biết rằng xung quanh không chỉ có mình bạn. Bóng người trong gương. Đôi khi trong đêm tối, bạn soi gương và thấy bóng người trong gương nhưng khi nhìn kỹ lại thì bóng người ấy biến mất. Ông bà ta kiêng kỵ việc soi gương vào buổi tối vì có lý do của nó. Nếu bạn thấy bóng đen trong gương, có thể đó là người âm đi theo phù hộ bạn. Để tránh trường hợp này, bạn nên thiết kế một chiếc rèm che gương vào buổi tối và hạn chế soi gương vào ban đêm. Được cứu sống hoặc gặp những tai nạn không hiểu nguyên do. Có những hồn ma đi theo để bảo vệ, như ông bà, cha mẹ đã khuất. Họ có thể mách bảo bạn tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc, như quên khóa ga, rút chui điện. Những trường hợp tai nạn giao thông tại những khu vực nguy hiểm có thể do người âm dẫn đường. Họ có thể xui khiến phương tiện giao thông hư hỏng để bạn thoát khỏi tai nạn. Chúng ta sống trong một thế giới còn rất nhiều điều kỳ bí. Ma quỷ không thể nói rằng không tin, có thờ có thiên, có kiêng có lành. Chỉ cần tôn trọng người đã khuất, sống trong sạch, tích phúc đức thì không sợ những điều tâm linh làm hại. Người âm cũng giống như chúng ta, có hỷ nộ ái ố và sẽ không làm hại người sống tôn trọng họ. Nếu thờ cúng nghiêm túc với lòng thành kính, người âm có thể đi theo phù hộ, mách bảo, giúp đỡ bạn làm ăn thuận lợi và tránh được tai nạn. Quý vị thân mến! Người xưa dạy, đi viếng đám ma hoặc đi đến nghĩa địa, những nơi có nhiều tà khí, mang theo tám vật này bên người, tránh bị vong theo quấy phá, bảo vệ bản thân khỏi những xui xẻo tà khí. Trong văn hóa Á Đông, người ta tin rằng những nơi như đám ma hay nghĩa địa là nơi tập trung nhiều tà khí và vong hồn. Khi đến những nơi này, không ít người cảm thấy lo lắng về việc bị tà khí ảnh hưởng hoặc bị vong theo quấy phá. Vì vậy, người xưa đã truyền lại nhiều kinh nghiệm và lời khuyên quý báu để bảo vệ bản thân khỏi những tác động tiêu cực khi phải đến những nơi này. Một trong những cách hữu hiệu nhất là mang theo bên người những vật dụng có khả năng trấn áp tà khí và bảo vệ bản thân. Dưới đây là 8 vật nên mang theo khi đi viếng đám ma hoặc đến nghĩa địa để tránh bị vong theo quấy phá và bảo vệ bản thân khỏi những xui xẻo tà khí. 1. Tỏi. Tỏi là một trong những vật dụng phổ biến và dễ tìm thấy nhất có tác dụng trừ tà. Từ xa xưa, tỏi đã được sử dụng trong nhiều nền văn hóa khác nhau như một biện pháp bảo vệ khỏi tà ma và năng lượng tiêu cực. Khi đi viếng đám ma hoặc đến nghĩa địa, bạn nên mang theo một vài tép tỏi trong túi áo hoặc túi xách. Tỏi không chỉ có mùi hương mạnh mẽ có thể xua đuổi tà khí mà còn được cho là có khả năng bảo vệ người mang khỏi sự quấy phá của vong hồn. Ngoài ra, tỏi cũng có tính chất kháng khuẩn và kháng nấm, giúp bảo vệ sức khỏe khi bạn đến những nơi có môi trường ẩm ướt và ô nhiễm. 2. Lá bưởi. Lá bưởi cũng là một trong những vật phẩm được người xưa tin dùng để trừ tà và bảo vệ bản thân. Lá bưởi có mùi thơm dễ chịu và được cho là có khả năng xua đuổi tà khí. Khi đi viếng đám ma hoặc đến nghĩa địa, bạn có thể mang theo một vài lá bưởi trong túi hoặc cài vào áo. Nếu có điều kiện, bạn cũng có thể sử dụng lá bưởi để tắm trước khi đi để tạo một lớp bảo vệ vô hình cho cơ thể. Lá bưởi không chỉ giúp bạn tránh khỏi sự quấy phá của vong hồn mà còn mang lại cảm giác thư thái và an lành. 3. Muối. Muối là một vật phẩm rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, nhưng ít ai biết rằng muối cũng có tác dụng trừ tà rất hiệu quả. Theo quan niệm dân gian, muối có khả năng hấp thụ và loại bỏ năng lượng tiêu cực. Khi đi viếng đám ma hoặc đến nghĩa địa, bạn nên mang theo một ít muối trong túi. Sau khi rời khỏi nơi đó, hãy rắc muối lên người và quanh khu vực bạn đứng để loại bỏ tà khí bám vào cơ thể.
Việc này không chỉ giúp bạn tránh khỏi sự quấy phá của vong hồn mà còn mang lại cảm giác sạch sẽ và thoải mái. 4. Vòng tay hoặc dây chuyền phong thủy. Vòng tay hoặc dây chuyền phong thủy được chế tác từ các loại đá quý có khả năng trấn áp tà khí và bảo vệ người đeo khỏi năng lượng tiêu cực. Các loại đá như thạch anh, ngọc bích, đá mắt hổ và hổ phách thường được sử dụng trong các trang sức phong thủy. Khi đi viếng đám ma hoặc đến nghĩa địa, bạn nên đeo những món trang sức này để tạo một lớp bảo vệ vô hình. Những loại đá quý này không chỉ giúp bạn tránh khỏi sự quấy phá của vong hồn mà còn mang lại sự bình an và may mắn trong cuộc sống. 5. Bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh là một trong những vật phẩm tâm linh được nhiều người tin dùng để bảo vệ bản thân khỏi tà khí và năng lượng tiêu cực. Bùa hộ mệnh thường được làm từ giấy hoặc vải, có hình ảnh và chữ viết đặc biệt được các thầy cúng hoặc các vị tu sĩ làm phép. Khi đi viếng đám ma hoặc đến nghĩa địa, bạn nên mang theo bùa hộ mệnh trong túi áo hoặc túi xách. Bùa hộ mệnh không chỉ giúp bạn tránh khỏi sự quấy phá của vong hồn mà còn mang lại sự bình an và bảo vệ toàn diện cho cơ thể và tinh thần. 6. Đồng xu cổ. Đồng xu cổ cũng là một trong những vật phẩm được người xưa tin dùng để trấn áp tà khí và bảo vệ bản thân. Đồng xu cổ thường được làm từ kim loại và mang theo năng lượng của thời gian và lịch sử. Khi đi viếng đám ma hoặc đến nghĩa địa, bạn nên mang theo một vài đồng xu cổ trong túi. Đồng xu cổ không chỉ giúp bạn tránh khỏi sự quấy phá của vong hồn mà còn mang lại sự may mắn và tài lộc. Ngoài ra, đồng xu cổ còn có khả năng hấp thụ và loại bỏ năng lượng tiêu cực, giúp bạn cảm thấy an lành và thoải mái hơn. 7. Thảo mộc. Một số loại thảo mộc cũng được cho là có khả năng trừ tà và bảo vệ bản thân khỏi năng lượng tiêu cực. Những loại thảo mộc như xô thơm, ngải cứu và hương thảo thường được sử dụng trong các nghi lễ tẩy uế và trừ tà. Khi đi viếng đám ma hoặc đến nghĩa địa, bạn có thể mang theo một ít thảo mộc trong túi hoặc sử dụng dầu thảo mộc để xức lên người. Thảo mộc không chỉ giúp bạn tránh khỏi sự quấy phá của vong hồn mà còn mang lại cảm giác thư thái và bình an. 8. Nước thánh. Nước thánh là một trong những vật phẩm tâm linh được nhiều người tin dùng để bảo vệ bản thân khỏi tà khí và năng lượng tiêu cực. Nước thánh thường được lấy từ các đền chùa hoặc được các vị tu sĩ làm phép. Khi đi viếng đám ma hoặc đến nghĩa địa, bạn nên mang theo một ít nước thánh trong chai nhỏ. Sau khi rời khỏi nơi đó, hãy nhỏ vài giọt nước thánh lên người và quanh khu vực bạn đứng để loại bỏ tà khí bám vào cơ thể. Nước thánh không chỉ giúp bạn tránh khỏi sự quấy phá của vong hồn mà còn mang lại sự bình an và thanh tịnh cho tâm hồn. Kính thưa quý thính khán giả, quý vị thân mến, trong phong thủy, tâm linh của người Việt, việc chọn lựa trái cây để đặt trên bàn thờ. Bàn thờ là nơi linh thiêng, nơi chúng ta thể hiện lòng kính trọng, biết ơn đến tổ tiên và các vị thần linh. Chính vì thế, việc chọn lựa trái cây để dâng lên bàn thờ không chỉ đơn thuần là sự lựa chọn ngẫu nhiên mà còn phải tuân thủ những nguyên tắc phong thủy để đảm bảo mang lại tài lộc, may mắn cho gia đình. Hãy cùng tìm hiểu 5 loại trái cây không nên đặt trên bàn thờ để tránh phạm phong thủy và bảo vệ tài lộc cho gia đình nhé. Bàn thờ là nơi linh thiêng, nơi mà chúng ta thắp nén hương, dâng lễ vật để tưởng nhớ và tôn kính tổ tiên, các vị thần linh. Trong văn hóa người Việt, việc đặt trái cây lên bàn thờ không chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về mặt phong thủy. Trái cây trên bàn thờ biểu thị cho lòng thành kính, cầu mong sự bình an, tài lộc và thịnh vượng cho gia đình. Tuy nhiên, không phải loại trái cây nào cũng thích hợp để dâng lên bàn thờ. Có những loại trái cây nếu đặt trên bàn thờ sẽ phạm phong thủy, gây ảnh hưởng xấu đến vận khí của gia đình. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 5 loại trái cây không nên đặt trên bàn thờ để tránh phạm phong thủy và giữ gìn tài lộc cho gia đình. 1. Quả lê. Lê là một loại trái cây ngọt ngon, phổ biến và thường được dùng để chữa ho. Tuy nhiên, người xưa kiêng thắp hương trái lê vì tên của nó mang ý nghĩa không tốt lành. Chữ lê có nghĩa là lê lết, không mang lại may mắn cho gia chủ. Hơn nữa, chữ lê trong tiếng Hán đồng âm với chili, biểu thị sự xa cách và không tốt lành. Vì vậy, thắp hương trái lê được coi là điềm báo không tốt, có thể mang lại sự chia ly, xa cách trong gia đình. Người xưa dùng lê để ăn và trị bệnh nhưng kiêng không mang đi tặng hay thắp hương. 2. Quả ớt cay.
ớt chín có màu đỏ trông rất đẹp mắt, nhưng ớt là trái cây có vị cay, không mang lại sự dịu dàng ngọt ngào, nên không thích hợp cho việc thờ cúng. Nhiều người dùng ớt để trang trí trong mâm ngũ quả vì màu sắc đẹp mà không biết rằng điều này không tốt về mặt phong thủy. Ớt cay có thể gây ra sự xung đột, căng thẳng và không yên bình trong gia đình. Vì vậy, để đảm bảo sự hài hòa và bình yên cho gia đình, chúng ta nên tránh đặt ớt trên bàn thờ. 3. Quả mít và sầu riêng. Mít và sầu riêng là những loại trái cây ngọt, thơm ngon và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, theo phong thủy, mít và sầu riêng không thích hợp để thắp hương vì chúng có mùi quá nồng, dễ gây nhiễu loạn trường khí trong phòng thờ, làm mất đi sự thanh tịnh của nơi thờ cúng. Ngoài ra, mít và sầu riêng có vỏ xù xì, nhiều gai nhọn, gây ra sát khí tại nơi thờ cúng. Do đó, dù mít và sầu riêng rất ngon và có giá trị cao, nhưng chúng ta không nên mang chúng lên thắp hương trên bàn thờ. 4. Quả dưa lê. Dưa lê cũng là một loại trái cây bị kiêng thắp hương vì tên của chúng không mang điềm báo tốt lành. Chữ lê trong tên dưa lê gợi điềm xấu, biểu thị sự chia ly và xa cách, nên bị kiêng kỵ trong việc thờ cúng. Hơn nữa, dưa lê cũng tương tự dưa hấu, sống ở mặt đất nên hấp thu nhiều khí xấu, không thích hợp cho việc thờ cúng. Để tránh mang lại những điều không may mắn cho gia đình, chúng ta nên tránh sử dụng dưa lê trên bàn thờ. 5. Quả dưa hấu. Dưa hấu, với vỏ xanh, ruột đỏ và hạt đen, là loại trái cây ngọt mát và mọng nước. Tuy nhiên, người xưa kiêng thắp hương dưa hấu vì sợ tà khí. Dưa hấu nằm lan trên mặt đất, do đó bị cho là dễ hấp thu tà khí, khi thắp hương có thể gây nhiễu loạn trường khí trong phòng thờ. Để đảm bảo sự thanh tịnh và linh thiêng cho không gian thờ cúng, trước khi thắp hương dưa hấu, bạn cần đảm bảo rửa sạch để giảm tà khí. Nhiều người kiêng thắp những loại quả này và thay vào đó chọn những trái cây trên cao, không chạm đất để tránh bị bẩn và mang lại vận khí tốt cho gia đình. Việc chọn lựa trái cây để dâng lên bàn thờ là một phần quan trọng trong phong thủy và tâm linh của người Việt. Bằng cách tránh những loại trái cây không tốt như lê, ớt cay, mít, sầu riêng, dưa lê và dưa hấu, chúng ta có thể đảm bảo sự linh thiêng, thanh tịnh của không gian thờ cúng và mang lại tài lộc, may mắn cho gia đình. Quý vị thân mến, trong phong thủy, tuyệt chiêu treo tranh rồng, hổ, ngựa để đón tài lộc và tránh xui xẻo. Nếu bạn là người yêu thích các bức tranh phong thủy với biểu tượng của rồng, hổ, ngựa nhưng lo lắng về việc treo tranh sai cách có thể rước họa vào thân, thì đừng bỏ lỡ cẩm nang phong thủy chi tiết này. Chúng tôi sẽ giúp bạn biến ngôi nhà thành tổ ấm vượng khí, mang lại may mắn và tài lộc. Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! Tranh phong thủy với biểu tượng con rồng. Rồng trong phong thủy được xem là biểu tượng của quyền lực tối cao và sự thịnh vượng. Theo truyền thuyết, rồng xanh cùng với phượng hoàng đỏ, hổ trắng và rùa đen đã tạo ra thế giới và phân chia bầu trời thành bốn góc, trong đó rồng cai quản hướng đông. Rồng nổi bật với đặc tính thông minh, quyết đoán và mạnh mẽ, là biểu tượng của trí tuệ, may mắn, sức mạnh, khả năng lãnh đạo và lòng bao dung. Việc treo tranh phong thủy có hình ảnh rồng không chỉ mang lại những lợi ích về mặt thẩm mỹ mà còn giúp gia chủ đón nhận nhiều may mắn và thịnh vượng. Tuy nhiên, nếu không đặt tranh đúng chỗ, rồng có thể chuyển thành rắn, biểu tượng của sự hung bạo và xấu xa. Do đó, khi treo tranh rồng, bạn cần lưu ý các điểm sau. Đặt tranh sao cho đầu rồng không hướng ra ngoài, vì điều này biểu thị sự bất an, khiến người trong nhà luôn muốn ra ngoài. Nên treo tranh rồng ở tường phía đông ngôi nhà. Nếu đặt ở phía bên phải ngôi nhà, có thể gây ra nhiều mâu thuẫn và tranh cãi trong gia đình. Tránh treo tranh rồng ở gần hoặc trong phòng tắm. Không nên cuộn hoặc tất tranh vào góc hay nhà kho. Trong một ngôi nhà, không nên treo quá 5 bức tranh rồng. Biểu tượng rồng tiếp thêm năng lượng cho gia chủ, khiến họ luôn khao khát làm việc và tiến về phía trước. Tuy nhiên, quá nhiều năng lượng có thể khiến tâm lý con người bị kích động, bồn chồn, khó thư giãn. Vì vậy, thành công đạt được có thể phải đánh đổi bằng sức khỏe của cá nhân và gia đình. Với những quy tắc này, việc treo tranh rồng sẽ mang lại sự thịnh vượng và may mắn cho ngôi nhà của bạn. Tranh phong thủy với biểu tượng con hổ. Trong phong thủy, hổ được xem là biểu tượng của phẩm giá cao quý, sức mạnh vượt trội, sự vinh quang,
lòng nhiệt huyết và lòng dũng cảm. Treo tranh hổ trong nhà không chỉ nhằm xua đuổi những điều xui xẻo như tà khí, ma quỷ, hỏa hoạn hay trộm cắp, mà còn mang lại nguồn năng lượng bảo vệ cho gia đình. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi treo tranh phong thủy mang biểu tượng con hổ. Hướng đầu hổ. Khi treo tranh, đầu hổ nên hướng ra ngoài nhà hoặc cửa chính, tránh để đầu hổ hướng vào trong, vì điều này có thể ám chỉ rằng hổ đang chuẩn bị săn mồi. Vị trí treo tranh. Tránh treo tranh hổ ở những nơi có nguồn năng lượng thấp như phòng tắm, nhà kho, gara ô tô. Nên treo tranh ở những khu vực có không gian mở, thoáng đãng. Chiều cao treo tranh. Tranh không nên được đặt quá cao hoặc quá thấp so với tầm mắt. Đặt tranh quá cao có thể tạo ra quá nhiều năng lượng không cần thiết, trong khi đặt quá thấp lại thể hiện sự thiếu tôn trọng. Số lượng tranh, tương tự như tranh rồng, không nên treo quá 5 bức tranh hổ trong nhà để tránh tình trạng năng lượng trở nên quá mạnh mẽ, gây ảnh hưởng đến sự cân bằng phong thủy. Lễ cúng tranh, khi treo tranh, hãy dán một mảnh giấy đỏ có kích cỡ bằng một tờ tiền đô la vào đầu và đuôi con hổ. Việc này nên được thực hiện vào buổi trưa, đồng thời lẩm nhẩm thầm trong đầu, thưa Đức Phật, xin người hãy dẫn hổ quay lại chỗ mà nó tới. Từ giờ trở đi, bức tranh này chỉ là một tác phẩm nghệ thuật. Tránh chụp ảnh với hổ, không nên chụp ảnh với hổ, dù là hổ thật hay trong các tác phẩm nghệ thuật như tranh vẽ, tượng điêu khắc. Nếu đã lỡ chụp, hãy cắt bỏ phần ảnh chứa con hổ và đốt đi để tránh gặp phải bệnh tật, ốm đau. Những hướng dẫn này sẽ giúp bạn treo tranh hổ một cách hợp lý, mang lại sự bảo vệ và may mắn cho ngôi nhà của bạn theo quan niệm phong thủy. Tranh phong thủy mang biểu tượng con ngựa. Ngựa trong phong thủy được coi là biểu tượng của tốc độ, sự bền bỉ, tự do và lòng dũng cảm. Hình ảnh ngựa mang yếu tố hỏa, giúp gia tăng năng lượng dương, thu hút may mắn, danh tiếng và thành công cho gia chủ. Cụm từ mã đáo thành công chính là minh chứng cho điều này. Dưới đây là những lưu ý quan trọng khi treo tranh ngựa để đảm bảo hợp phong thủy. Hướng đầu ngựa. Khi treo tranh, đầu ngựa nên hướng vào trong nhà. Nếu hướng ra ngoài, nó có thể mang lại vận rủi tài chính như chi tiêu vượt mức thu nhập, nợ nần chồng chất, kinh doanh thua lỗ. Vị trí treo tranh. Tranh ngựa nên được treo ở phía nam hoặc đông nam của ngôi nhà, đối diện với cửa ra vào hoặc cửa sổ để tận dụng tốt nhất năng lượng phong thủy. Số lượng ngựa. Không nên treo tranh chỉ có một con ngựa, nhất là với gia đình làm kinh doanh. Một con ngựa có thể biểu trưng cho độc mã, ám chỉ sự cô độc, thiếu hỗ trợ từ nhân viên hoặc đồng nghiệp. Ngựa phi nước đại, hình ảnh ngựa phi nước đại mang lại nhiều dương khí, nhưng tránh tranh có nhiều ngựa chạy phi nước đại về các hướng ngược nhau để không gây xung đột trong gia đình. Chọn hình ảnh ngựa, tránh treo tranh ngựa chiến, ngựa có hình dáng kỳ dị hoặc thể hiện sự giận dữ. Nên chọn tranh ngựa màu đen, nâu hoặc trắng, tránh các màu đỏ, xanh lá, xanh nước biển. Vị trí không nên treo tranh, không treo tranh ngựa gần hoặc đối diện cửa hướng ra ngoài đường, phòng tắm, bếp hay sảnh chờ đối diện với kho hàng tại công ty. Không treo ở phòng ngủ, tránh treo tranh ngựa trong phòng ngủ vì năng lượng mạnh từ ngựa có thể làm xáo trộn không gian thư giãn. Tốt nhất là treo ở những khu vực chính như phòng khách, sảnh chính. Những lưu ý này sẽ giúp bạn tận dụng tốt năng lượng phong thủy từ tranh ngựa, mang lại may mắn và thành công cho gia đình. Quý vị đã bao giờ nghe nói về những vị trí nốt ruồi được coi là hố chôn tiền chưa? Những nốt ruồi này không chỉ mang lại vận may và tài lộc mà còn thể hiện những đặc điểm đặc biệt trong tính cách và cuộc sống của mỗi người. Chỉ cần sở hữu một trong số chúng thôi, bạn đã có thể nhận được nhiều phúc khí và may mắn trong cuộc đời. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về 7 vị trí nốt ruồi đặc biệt này và xem liệu bạn có may mắn sở hữu một trong số chúng không nhé. 1. Nốt ruồi ở dái tai. Trong nhân tướng học, dái tai được coi là vị trí của tiền bạc và may mắn. Người có nốt ruồi ở dái tai thường được xem là mang trong mình vận may. Họ có tính cách dịu dàng, kiên nhẫn và sức khỏe tốt. Điều này giúp họ sống thọ và có cuộc sống sung túc, không bao giờ thiếu thốn. Người có nốt ruồi ở vị trí này cũng thường được quý nhân phù trợ, dễ dàng vượt qua khó khăn và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Họ không chỉ may mắn về mặt tài chính mà còn có đời sống tình cảm phong phú, hạnh phúc. Hơn nữa, dái tai còn là nơi thể hiện lòng nhân ái,
Những người có nốt ruồi ở đây thường rất nhân hậu, biết chia sẻ và giúp đỡ người khác, nên luôn được mọi người yêu quý và kính trọng. 2. Nốt ruồi ở Thái Dương. Thái Dương là vị trí đại diện cho sự di chuyển và thay đổi. Người có nốt ruồi đen và sáng bóng ở Thái Dương thường nhận được may mắn khi đi làm xa nhà, đi nước ngoài hoặc nhập cư đến nơi khác. Họ thường gặp được quý nhân phù trợ, đi đâu cũng có người tốt sẵn sàng giúp đỡ. Những người này thường có sự nghiệp thăng tiến, gặp nhiều cơ hội phát triển trong môi trường mới. Họ có khả năng thích nghi cao và luôn tìm được cách để vượt qua mọi thử thách, khó khăn. Đặc biệt, trong kinh doanh, họ thường gặp nhiều cơ hội đầu tư sinh lời, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác tiềm năng. Việc di chuyển thường xuyên cũng giúp họ học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu, mở rộng tầm nhìn và hiểu biết về thế giới xung quanh. 3. Nốt ruồi trên má. Người sở hữu nốt ruồi trên má thường nhận được nhiều may mắn và có sự nghiệp phát triển tốt. Công việc của họ thường thuận lợi, có thể giữ các vị trí quan trọng và đạt được nhiều thành tựu đáng nể. Họ thường năng động, gặp nhiều cơ hội để thành công và không ngừng phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Những người này thường được nhiều người ngưỡng mộ vì sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Họ cũng có khả năng giao tiếp tốt, xây dựng được nhiều mối quan hệ quý giá trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, nốt ruồi trên má còn thể hiện khả năng lãnh đạo, sự tự tin và quyết đoán, giúp họ luôn đạt được mục tiêu mình đề ra. Trong tình cảm, họ cũng rất chung thủy và luôn biết cách quan tâm, chăm sóc người thân yêu. 4. Nốt ruồi trên sống mũi. Đối với phụ nữ, nốt ruồi ở sống mũi thường cho thấy tính cách thật thà, nhưng có thể thiếu sự nhạy bén trong giải quyết vấn đề. Điều này có thể ảnh hưởng đến công việc và hôn nhân, dẫn đến môi trường không thuận lợi và mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, nếu biết cách khắc phục và rèn luyện sự nhạy bén, họ vẫn có thể đạt được thành công. Đối với đàn ông, nốt ruồi trên sống mũi biểu thị tính cách lười biếng, thiếu tham vọng, khiến sự nghiệp chỉ đạt mức trung bình và không phát triển tài lộc đáng kể. Họ có thể gặp nhiều cơ hội trong chuyện tình cảm, nhưng thường gặp khó khăn và trở ngại trong việc tìm kiếm đối tác phù hợp để xây dựng mối quan hệ lâu dài. Sau khi kết hôn, họ thường xuyên gặp xung đột và cãi vã do sự ghen tuông mù quáng. Tuy nhiên, nếu biết cách cải thiện và phát triển bản thân, họ vẫn có thể thay đổi vận mệnh của mình. Để đạt được điều này, họ cần học cách kiên nhẫn, biết lắng nghe và thấu hiểu người khác, từ đó tạo dựng mối quan hệ hài hòa và bền vững. 5. Nốt ruồi trên lông mày. Người sở hữu nốt ruồi trên lông mày được ví như đang nắm giữ ngọc quý. Họ thường là người có trí tuệ, học vấn giỏi giang và nền tảng kiến thức vững chắc. Những người này có thể đạt được thành công rực rỡ trong con đường học tập và thường có tham vọng, quyết đoán, khả năng lãnh đạo. Họ không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn được kính trọng trong xã hội. Khả năng lãnh đạo và tầm nhìn xa của họ giúp họ luôn đi trước người khác một bước, tạo nên sự khác biệt và dấu ấn riêng trong công việc. Họ cũng có khả năng sáng tạo cao, luôn tìm ra những giải pháp mới và đột phá để giải quyết vấn đề. Trong cuộc sống, họ luôn biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình, tạo nên một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc. 6. Nốt ruồi ở cuối đuôi mắt. Nửa phía sau lông mày, được gọi là đám mây hồng, tượng trưng cho tri thức và tài năng. Người có nốt ruồi ở vị trí này thường có cuộc sống hạnh phúc và các mối quan hệ hài hòa. Họ cũng có khả năng kinh doanh tốt. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi chuyển màu nhạt hơn, có thể là điềm xấu, báo hiệu anh chị em trong nhà gặp bất hạnh hoặc chính người có nốt ruồi gặp nạn. Những người này thường có khả năng sáng tạo, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề tốt. Họ dễ dàng đạt được thành công trong kinh doanh và có cuộc sống gia đình êm ấm. Nốt ruồi ở cuối đuôi mắt còn biểu thị khả năng giao tiếp và kết nối xã hội tuyệt vời. Họ thường có nhiều bạn bè và mối quan hệ tốt đẹp, giúp ích nhiều trong công việc và cuộc sống. 7. Nốt ruồi ở phía dưới cằm. Nốt ruồi ở phía dưới cằm là biểu tượng của sự giàu có. Người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này thường có nhiều tài sản cố định và bất động sản.
Họ được nhiều người ủng hộ, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình, cấp trên chiếu cố và có khả năng vươn lên làm lãnh đạo. Nhìn chung, đây là kiểu người có tầm hiểu biết, biết cách tận hưởng cuộc sống và có phúc hưởng giàu có suốt đời. Họ không chỉ có tài năng mà còn biết cách quản lý tài chính hiệu quả, từ đó tạo dựng được một cuộc sống sung túc, đủ đầy. Những người này thường có phong cách sống thoải mái, biết tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống và luôn giữ thái độ tích cực, lạc quan. Họ cũng rất giỏi trong việc đầu tư, biết cách tận dụng cơ hội để gia tăng tài sản và đảm bảo cuộc sống ổn định cho bản thân và gia đình. Những vị trí nốt ruồi đặc biệt này không chỉ mang lại phúc khí và vận may mà còn thể hiện những đặc điểm độc đáo trong tính cách và cuộc sống của mỗi người. Việc hiểu rõ và tận dụng những điểm mạnh này có thể giúp bạn đạt được nhiều thành công và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Quý vị có biết, phòng khách không chỉ là nơi tiếp khách mà còn là trung tâm của mọi hoạt động gia đình. Đây là nơi tụ họp, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và cũng là nơi gia chủ thể hiện phong cách sống của mình. Tuy nhiên, theo phong thủy, không phải bất cứ món đồ nào cũng phù hợp để trưng bày trong không gian này. Có những vật dụng tưởng chừng như vô hại nhưng lại mang đến những tác động tiêu cực không ngờ tới. Hãy cùng khám phá 4 món đồ trong phòng khách có thể khiến gia đạo lục đục, con cái dù có làm việc chăm chỉ đến đâu cũng không thể khá lên. Hiểu rõ những điều này, bạn sẽ biết cách loại bỏ những yếu tố xấu và tạo nên một không gian sống hài hòa, thịnh vượng. Hoa giả và cây giả. Nhiều gia đình chọn hoa giả và cây giả để trang trí phòng khách vì chúng không cần chăm sóc mà vẫn giữ được vẻ đẹp lâu dài. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, hoa giả và cây giả lại mang đến những ảnh hưởng tiêu cực. Chúng tượng trưng cho sự giả tạo và không có sức sống, điều này có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển và thịnh vượng của gia đình. Hoa giả và cây giả là những vật chết, không mang lại năng lượng tích cực. Đặt chúng trong nhà có thể làm giảm đi sự sống động và tươi mới của không gian, khiến gia chủ không thể phát triển tốt trong công việc và cuộc sống. Không những vậy, sự hiện diện của hoa giả còn có thể gây ra những mâu thuẫn, lục đục trong gia đình, thậm chí dẫn đến việc có người thứ ba chen chân vào mối quan hệ vợ chồng. Để thay thế cho hoa giả và cây giả, bạn có thể chọn những loại cây xanh thật hoặc hoa tươi. Cây xanh không chỉ làm đẹp cho không gian mà còn giúp cải thiện chất lượng không khí, mang lại cảm giác tươi mát và dễ chịu. Một số loại cây phong thủy như cây kim tiền, cây lưỡi hổ hoặc cây phát tài cũng rất tốt cho việc thu hút tài lộc và may mắn. Những vật sắc nhọn. Vật sắc nhọn như dao, kiếm hoặc các đồ trang trí có đầu nhọn không nên xuất hiện trong phòng khách. Theo phong thủy, những vật này thu hút sát khí và mang lại xui xẻo. Chúng có thể gây ra những tai nạn không mong muốn và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tâm lý của các thành viên trong gia đình. Không chỉ vậy, những vật sắc nhọn còn được cho là chặt đứt nguồn tài lộc và may mắn. Đặt chúng trong phòng khách sẽ cản trở dòng chảy năng lượng tích cực, khiến cho gia chủ khó có thể đạt được thành công và thịnh vượng. Để đảm bảo một không gian sống an toàn và thuận lợi, hãy tránh xa những vật trang trí sắc nhọn và thay vào đó là những vật dụng có hình dáng mềm mại và hài hòa. Nếu bạn có sở thích sưu tầm dao, kiếm hoặc các vật dụng sắc nhọn khác, hãy tìm một vị trí khác trong nhà để trưng bày chúng. Phòng làm việc hoặc phòng trưng bày riêng biệt có thể là những lựa chọn tốt hơn, giúp giữ cho phòng khách luôn là nơi an lành và thu hút năng lượng tích cực. Đồ cổ không rõ nguồn gốc. Sưu tầm và trưng bày đồ cổ là sở thích của nhiều người. Tuy nhiên, việc không biết rõ nguồn gốc của những món đồ này có thể mang đến những rủi ro lớn. Đồ cổ không rõ nguồn gốc có thể chứa nhiều âm khí, điều này có thể làm hại đến vận mệnh của ngôi nhà và gia đình bạn. Những món đồ cổ có lai lịch không rõ ràng có thể mang theo những năng lượng tiêu cực từ quá khứ, làm ảnh hưởng đến tài vận và hạnh phúc của gia đình. Nếu bạn không biết chính xác lịch sử và xuất xứ của chúng, tốt nhất nên tránh sử dụng làm vật trang trí trong phòng khách. Thay vào đó, hãy chọn những món đồ có nguồn gốc rõ ràng và mang lại cảm giác an toàn, tích cực. Ngoài ra, khi mua đồ cổ, bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia hoặc những người có kinh nghiệm để đảm bảo rằng những món đồ này không mang lại bất kỳ ảnh hưởng xấu nào. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về phong thủy để biết cách lựa chọn và bố trí đồ cổ sao cho phù hợp với không gian sống của mình. Thùng rác.
thùng rác là nơi chứa đựng những thứ bẩn thỉu và rác rưởi, do đó, việc đặt thùng rác trong phòng khách là điều tối kỵ. Theo phong thủy, phòng khách là nơi đón tài lộc và may mắn, vì vậy, không gian này cần phải luôn sạch sẽ và thoáng đãng. Để thùng rác trong phòng khách không chỉ làm giảm mỹ quan mà còn làm cho không gian trở nên bừa bộn và ô nhiễm. Ám khí từ thùng rác có thể lan tỏa và ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tài vận của các thành viên trong gia đình. Hãy đảm bảo rằng phòng khách của bạn luôn gọn gàng, sạch sẽ và tránh xa những yếu tố gây ô nhiễm để thu hút năng lượng tích cực và tài lộc. Một giải pháp thay thế là đặt thùng rác ở những vị trí khuất hoặc ngoài phòng khách. Bạn có thể đặt thùng rác trong nhà bếp hoặc khu vực hậu cần, nơi không ảnh hưởng đến không gian chính của ngôi nhà. Điều quan trọng là luôn giữ cho thùng rác sạch sẽ và được đậy kín để tránh mùi hôi và sự lây lan của vi khuẩn. Tạo nên một phòng khách hài hòa. Để tạo nên một phòng khách mang lại may mắn và thịnh vượng, bạn cần chú ý đến việc chọn lựa và bố trí các vật dụng trang trí. Hãy ưu tiên những món đồ mang lại năng lượng tích cực như cây xanh thật, hoa tươi và các vật dụng có hình dáng mềm mại. Ngoài ra, hãy giữ cho không gian luôn sạch sẽ và gọn gàng, tránh xa những yếu tố gây ô nhiễm và tiêu cực. Việc hiểu rõ và áp dụng những nguyên tắc phong thủy không chỉ giúp bạn cải thiện không gian sống mà còn mang lại những lợi ích lớn về sức khỏe, tài vận và hạnh phúc gia đình. Đừng để những món đồ tưởng chừng như vô hại gây ra những tác động tiêu cực không mong muốn. Hãy loại bỏ chúng ngay hôm nay để tạo nên một không gian sống lý tưởng cho bản thân và gia đình. Bạn cũng nên thường xuyên kiểm tra và làm mới không gian phòng khách của mình. Đôi khi, việc thay đổi vị trí của một vài món đồ hoặc thêm vào những vật dụng mới có thể mang lại cảm giác tươi mới và giúp thu hút năng lượng tích cực. Hãy lắng nghe cảm nhận của mình và điều chỉnh không gian sống sao cho phù hợp nhất. Phòng khách là trái tim của ngôi nhà, nơi mọi thành viên trong gia đình tụ họp và chia sẻ những khoảnh khắc quan trọng. Việc lựa chọn và bố trí các vật dụng trang trí phù hợp không chỉ mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận và hạnh phúc của gia đình. Bằng cách tránh xa những món đồ không tốt theo phong thủy như hoa giả, cây giả, vật sắc nhọn, đồ cổ không rõ nguồn gốc và thùng rác, bạn sẽ tạo nên một không gian sống hài hòa, thịnh vượng và đầy may mắn. Hãy bắt đầu thay đổi ngay hôm nay để gia đình bạn luôn an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Việc hiểu và áp dụng phong thủy không phải là điều quá phức tạp hay mê tín. Đó là cách để chúng ta tạo ra một môi trường sống hài hòa, cân bằng và đầy năng lượng tích cực. Hãy nhớ rằng, mỗi chi tiết nhỏ trong không gian sống đều có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn và gia đình. Vì vậy, hãy luôn cẩn trọng và chú ý đến từng chi tiết để đảm bảo rằng bạn đang sống trong một không gian mang lại may mắn và thịnh vượng. Nghèo cũng đừng chặt bỏ bốn loại cây này, càng lâu năm, lộc lá càng nhiều, con cháu ba đời hưởng lộc. Tổ tiên dặn kỹ, bốn cây ông bà để lại, con cháu càng chăm tốt càng giàu nhanh, đừng chặt kẻo mất sạch lộc. Đây là những cây có khả năng sống lâu năm, mang đến bóng mát và không khí trong lành cho không gian sống, đồng thời được coi là biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng. Trong sân nhà có bốn loại cây đặc biệt được xem là mang lại may mắn và phú quý cho gia chủ. Một là cây mai. Với những bông hoa vàng rực rỡ vào dịp Tết Nguyên Đán, cây mai thường được coi là biểu tượng của sự giàu sang và thịnh vượng. Cây mai được trồng để cảnh quan sân vườn, và cũng thường xuất hiện trong các ngôi nhà để mang đến sự may mắn và sự hài hòa cho gia chủ. 2. Là cây hoa hòe. Hoa hòe có màu trắng tinh khôi, hương thơm dễ chịu. Khi cây nở hoa sẽ mang lại cảm giác mãn nhãn rất thu hút. Theo phong thủy, cây hoa hòe tượng trưng cho sự đông đúc, con đàn cháu đóng và thành đạt, tiếng thơm vang xa. Nếu nhà bạn đang có cây hoa hòe thì thật sự rất tuyệt vời, nó sẽ che chở và mang lại may mắn cho gia đình bạn. Ngoài ra cây hoa hòe còn được dùng để làm thuốc điều trị bệnh huyết áp, bồi bổ cho giấc ngủ. 3. Cây mộc hương. Cây mộc hương hay còn gọi là mộc tê, quế hoa. Loài hoa mộc có màu sắc đẹp, hương thơm ngào ngạt, quanh năm xanh tốt. Cứ độ tháng 8 hàng năm, cây cảnh này lại trổ đầy hoa vàng với hương thơm bay rất xa. Ngoài màu vàng, mộc hương còn có nhiều màu khác như mộc hương cam, mộc hương trắng. Mộc hương là loại cây phong thủy rất được ưa thích. Mộc hương tượng trưng cho may mắn, tài lộc, gia chủ có thể trồng ở sân hoặc trong nhà, giúp thu hút may mắn, tài lộc đến cho gia đình. Theo phong thủy,
gia chủ nên trồng hai cây đối xứng trước cửa nhà, tượng trưng cho tài lộc dồi dào, viên mãn. Bởi vậy mới có câu một hương trồng trước nhà, quý nhân vào trong cửa, xuất phát từ chính cái tên của nó. Một hương có tuổi thọ cao, chúng trở thành vật báu gia truyền, là cây trấn nhà, giữ trạch cho con cháu đời đời về sau. 4. Là cây trúc. Cây trúc, Bambusa sp, là biểu tượng của sự trường thọ và sức khỏe. Cây trúc có khả năng phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng, thường được trồng để làm hàng rào, cảnh quan sân vườn hoặc làm bóng mát cho ngôi nhà. Cây trúc còn được xem là biểu tượng của sự kiên cường và bền bỉ, mang lại sự bình an và may mắn cho gia đình. Bảo vệ và chăm sóc những loài cây này không chỉ đem lại lợi ích về mặt thẩm mỹ và môi trường mà còn là đầu tư vào một tương lai bền vững và hạnh phúc cho con cháu về sau. Việc giữ gìn và trân trọng những cây xanh này cũng là cách để kế thừa và phát triển những giá trị văn hóa, tâm linh truyền thống của dân tộc Việt Nam. Người đã chết ăn cái gì, mặc cái gì, dùng cái gì? Nếu cho rằng người chết cần phải ăn thì một năm chúng ta chỉ cho người thân quá cố ăn 3 ngày Tết và ngày giỗ thì 360 ngày còn lại họ ăn gì để sống? Nếu họ cần phải ăn mà con cháu hay thân nhân của người quá cố 360 ngày trong một năm không cho ăn, bỏ đói họ thì họ có nổi giận không? Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải hình dung. Tại sao con người khi sống cần phải ăn, uống? Câu trả lời rất đơn giản là ăn uống để duy trì sự sống sinh học của cơ thể con người. Cây cối cần phải có nước và ánh sáng mặt trời để sống, thì con người và các loài động vật cũng cần có thức ăn và nước uống để duy trì thân mạng, hay còn gọi là duy trì cơ thể sinh học. Cho đến các máy móc, thiết bị điện cũng cần phải có điện để duy trì sự hoạt động vật lý. Vậy khi con người đã chết, cơ thể sinh học không còn thì cần gì phải ăn? Nếu ăn thì ăn bằng cái gì? Đạo do Trung Quốc truyền bá đã hàng ngàn năm nay nói rằng người chết ăn bằng hương vị từ thức ăn bốc hơi. Điều này thật là nhảm nhí. Họ còn truyền bá rằng sống sao chết vậy, trần sao âm vậy cũng là một điều hết sức nhảm nhí mà một người giác ngộ chân lý không bao giờ có thể nghe được. Nếu cho rằng người chết cần phải ăn thì một năm chúng ta chỉ cho người thân quá cố ăn 3 ngày Tết và ngày giỗ thì 360 ngày còn lại họ ăn gì để sống? Nếu họ cần phải ăn mà con cháu hay thân nhân của người quá cố 360 ngày trong một năm không cho ăn, bỏ đói họ thì họ có nổi giận không? Họ có thù hận con cháu, thân nhân không? Chắc chắn là có. Nếu có, họ có để cho người sống được yên thân không? Chúng ta thử hình dung, chúng ta đi làm về đói mệt. Khi về nhà mà vợ con không nấu cơm, chúng ta phải chịu cơn đói hành hạ, thì liệu chúng ta có để vợ con yên thân không? Vì vậy, nếu thể theo nguyên tắc sống sao chết vậy hay trần sao âm vậy, thì những người sống chắc chắn không thể yên thân với người chết. Vậy mà tại sao người ta cứ quá chú trọng tới việc sắm sửa đồ cúng tế cho người đã chết một cách hết sức cầu kỳ và lãng phí, thậm chí không đủ, là không hài lòng rồi, sinh ra bất đồng, bất mãn, mâu thuẫn, cãi cọ, mất đoàn kết giữa những người còn sống. Càng lực cười hơn nữa là có người còn phải sắm sửa đầy đủ những gì mà người thân của mình lúc sinh thời ưa thích, khoái khẩu, để cúng tế thì mới được, mới cho là không thiếu sót, không thất lễ, mới là chu đáo. Nếu nhìn sang Thiên Chúa giáo hay các tôn giáo khác thì những con ma của những tôn giáo đó đều là những con ma chết đói hay sao? Vì họ đâu có thờ cúng. Tương tự như vậy, chúng ta hãy quan chiếu cho việc mặc hay những sinh hoạt khác. Tại sao chúng ta lại đốt quần áo hay những vật dụng khác cho người quá cố bằng giấy, gọi chung là vàng mã? Những tôn giáo khác không đốt vàng mã thì những tín đồ quá cố của họ sẽ ở trần và không có tiền, không có đồ dùng ở thế giới bên kia sao? Như thế họ sẽ đi cướp bóc để sống, để dùng. Đói khát sinh đạo tặc mà. Và như vậy, chúng ta có thể hình dung rằng đội quân cướp bóc này đông lắm, họ gấp trăm ngàn lần những con ma có đầy đủ tiện nghi. Do đó, những con ma có tiền bạc tiện nghi cũng sẽ chết đói, thậm chí mất mạng vì nạn cướp bóc. Đó đơn giản là như vậy đó, một chân lý rõ mồn một mà sao biết bao người không chịu hiểu, không chịu thừa nhận và không chịu cái đối, để rồi ôi thôi biết bao nhiêu sự vẽ vời rườm rà, ấu trĩ, chìm đắm trong u mê tăm tối, không có ngày giải thoát. Người chết chẳng ăn gì, chẳng mặc gì và chẳng dùng gì cả. Vì thế người sống đừng nên làm khổ nhau, tự gây mâu thuẫn với nhau vì người đã chết. Tiếp theo, người chết đi về đâu trong 7, 4 đi 9 ngày và gia quyến nên làm gì để lợi ích cho người chết?
Con người chết đi về đâu không chỉ là câu hỏi thắc mắc của gia đình có người mới mất, mà đó cũng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Với trí tuệ của bậc thế giang giải, Đức Phật khẳng định thế giới tâm linh là có thật. Con người có hai phần, một là thân xác vật chất, hai là tâm hồn hay còn gọi là tâm linh. Khi chúng ta sống, tâm là thứ điều khiển, chi phối thân. Khi chúng ta chết, bỏ thân xác, nếu chưa chứng đắc đạo giải thoát, thì phần tâm linh lại tiếp tục đi vào một chu trình tiếp theo mà đạo Phật gọi là luân hồi, tái sinh. Và trong 49 ngày kể từ khi bỏ báo thân là khoảng thời gian chờ nghiệp quả phán xét cảnh giới tái sinh của người mất đó. Vậy trong thời gian chờ đợi ấy, thần thức của người chết đi về đâu và thần thức đó tồn tại như thế nào? Để tìm ra lời giải đáp này, xin kính mời quý Phật tử cùng theo dõi lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh qua bài viết dưới đây. Sau khi rời bỏ thân xác, thần thức người chết đi về đâu? Trong lịch sử Phật giáo, có kể câu chuyện khi Đức Phật về hoàng cung giáo hóa hoàng tộc. Với thắc mắc về nơi mà người chết bất đắc đắc kỳ tử sẽ tới, Đại tướng Maha Nam, anh ruột của Ngài A Na Luật, bậc có thiên nhãn đệ nhất, đã tới bạch Đức Phật và được Ngài dạy rằng, như cái cây bị nghiêng về một bên, nếu có người đến cắt gốc, thì cây đó sẽ bị đổ về phía bị nghiêng. Cũng vậy, một người sau khi chết, dù là chết bất đắc kỳ tử, thì cũng sẽ theo nghiệp họ đã gây tạo mà tái sinh. Theo đó, có hai trường hợp có thể xảy ra với thần thức của người sau khi chết. Thứ nhất là đi tái sinh luôn, thứ hai là tồn tại ở dạng thân trung ấm. Để hiểu rõ hơn về các trường hợp này, chúng ta cùng tìm hiểu qua hai mục sau. 1. Tái sinh luôn vào các cõi tương ứng với nghiệp đã gây tạo. Theo lời Đức Phật dạy, một người sau khi chết, nếu có phước báo lớn, ba nghiệp được thanh tịnh hoặc chứng đắc pháp tu trong Phật Pháp, thì người đó có thể sinh về cảnh giới của chư Phật. Nếu tu được 10 việc thiện hoặc tu tập bát quan trai giới tinh nghiêm thì được sinh lên cõi trời. Nếu thực hành tốt 5 giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không say sưa, nghiện ngập thì được tái sinh về làm người ngay lập tức. Còn với những người tạo tội cực nặng như ngũ nghịch trọng tội, giết cha, giết mẹ, phá, hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, giết A-la-hán, thì thần hồn của người đó lập tức đọa xuống địa ngục và phải chịu sự đau khổ trong muôn nghìn kiếp. 2. Tồn tại ở dạng thân trung ấm trong 49 ngày. Với những người chưa có định nghiệp thì sau khi chết thần thức sẽ tồn tại ở dạng vật chất gọi là thân trung ấm. Thân ấy có hình dáng giống như thân tiền kiếp của người đã mất, nhưng có chiều cao thấp hơn. Như trong sách Từ Thư Tây Tạng có ghi rằng, với người trưởng thành thì thân trung ấm có chiều cao khoảng bằng đứa trẻ lên 7 tuổi. Ngoài ra, theo góc nhìn của nhà Phật, thì thân trung ấm còn có đặc điểm là rất nhẹ, và đặc biệt là có thể đi xuyên qua tường, qua vách. Thân trung ấm tồn tại trong khoảng thời gian từ 1 tuần cho đến hết 7 tuần, tức khoảng 49 ngày, và mỗi tuần sẽ tái hiện cảnh lúc nó chết một lần. Theo lời dạy của Đức Phật trong Kinh Địa Tạng, vì chưa biết tội phước của bản thân nên trong 49 ngày này, thần thức của người mất ở trạng thái vơ vẩn, mịt mờ như ngây như điếc, hoặc thần thức sẽ ở các ti sở tòa án lương tâm để tra khảo, luận tội theo nghiệp quả mà người đó đã tạo tác kể từ khi còn sống trên dương thế cho đến lúc từ giã cõi đời. Nếu nghiệp bất thiện nặng, sẽ chìm xuống ba đường dữ, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Ngược lại, nếu nghiệp thiện nhiều hơn thì có thể tái sinh về làm người, sinh lên cõi thần hoặc cõi trời. Tuy nhiên, không phải tất cả vong hồn đều tồn tại ở thân trung ấm trong đủ 49 ngày rồi mới đi tái sinh. Có những người chỉ sau tuần đầu tiên là được chuyển kiếp, có người lại tái sinh sau tuần thứ hai, tuần thứ ba. Nhưng muộn nhất là đến ngày thứ 49, tức tuần thứ bảy, là các vong hồn sẽ đều chuyển kiếp tái sinh vào cảnh giới tương ưng với nghiệp của họ. Từ đây chúng ta hiểu rằng thân trung ấm chính là thân nối tiếp giữa kiếp trước với kiếp sau. Sau khi chết, chúng ta sẽ tùy theo nghiệp đã gây tạo mà tái sinh. Gia quyến nên và không nên làm gì để lợi ích cho người chết trong 49 ngày. Trong Kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy, thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh, ở trong 49 ngày, luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục thân quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho. Tiếp đó, trong Kinh Tương Ưng bộ 5, chương 56, Tương Ưng Sự Thật, phẩm năm sanh thú, Đức Phật cũng dạy, chúng sinh ở cõi đời này, sau khi thân hoại mạng chung, số chúng sinh đủ phước duyên tái sinh trở lại làm người ít như đất ở móng tay,
còn chúng sinh đọa làm ngạ quỷ, địa ngục thì nhiều như đất ở đại địa. Tìm hiểu Phật Pháp, chúng ta cũng biết rằng nếu đọa vào cõi ngạ quỷ, địa ngục thì sẽ phải chịu muôn vàn nỗi thống khổ. Vậy để làm những việc lợi ích nhất cho thân quyến đã mất, cũng như giúp cho họ không rơi vào cảnh giới khổ, chúng ta nên và không nên làm gì? 1. Nên phát nguyện tu tập, tụng kinh, làm các việc phúc thiện trong 49 ngày. Như sau khi người đó đã chết, lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể làm cho người chết đó khỏi hẳn trốn ác đạo, được sanh lên cõi trời hoặc sanh trong loài người hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng, mà kẻ thân quyến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích. Trích Kinh Địa Tạng phẩm 7, lợi ích cho kẻ còn người mất. Y lời Phật dạy, khi gia đình có thân quyến qua đời, chúng ta nên bố thí, phóng sinh, sám hối. Trong trường hợp tư duy người thân có thể sinh về cõi ngạ quỷ, thì chúng ta nên tụng đọc các bộ kinh sau. Trường hợp 1, nếu khi làm người vong linh đã tạo phúc lành thì họ sẽ không thuộc chúng sinh đói khổ, đau đớn. Họ chỉ do chấp kiến. Vậy nên khi chúng ta tụng kinh cho họ nghe, họ giác ngộ mà được siêu thoát. Trong trường hợp này, chúng ta nên tụng kinh Bát Đại Nhân Giác, Kinh Nhân Quả và Kinh Tam Bảo. Trường hợp 2, nếu khi còn sống mang thân người vong linh không tạo công đức phước báo mà lại tà kiến, tạo nhiều nghiệp ác, thì họ sẽ bị đói khổ, đau đớn. Trường hợp này, chúng ta nên tụng các bài kinh có ý nghĩa về năng lực của công đức phước báo và lợi ích khi được hưởng công đức phước báo ấy, để vong linh giác, hiểu và hoan hỷ nhận phần phước báo do gia đình làm công đức hồi hướng cho họ. Theo đó, các bài kinh nên tụng đó là Kinh Địa Tạng, Kinh Vu Lan, Kinh Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường. 2. Nên cúng tế đồ chay cho người mất. Đây là việc lợi ích mà chúng ta nên làm là để hồi hướng phước báo cho thân quyến đã khuất. Bởi trong kinh tế đàn, Đức Phật dạy, những loại tế đàn nào, này bà la môn, bò bị giết, dê cừu bị giết, gà heo bị giết, các loài sinh vật khác đi đến bị giết hại. Loại tế đàn ấy, này bà la môn liên hệ đến sát sinh, ta không tán thán loại tế đàn ấy. Những loại tế đàn có sát sinh như vậy, này bà la môn, các A-la-hán, và những ai đi trên con đường hướng đến A-la-hán không có đi đến. Ở đây, Đức Phật nói, tất cả những đàn lễ có sắc sinh bò, lợn, gà, trâu, thì Ngài đều không tán thán đàn lễ đó. Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm 7, Đức Phật dạy những chúng sinh trong cõi Diêm Phù, sau khi cha mẹ hay người thân quyến thuộc chết, nếu có thể làm món chay cúng dường, chí tâm cầu khẩn, thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích. 3. Nên cầu siêu cho vong linh đã mất. Theo lời Đức Phật dạy, việc cầu thỉnh chư tăng tác lễ cầu siêu sẽ giúp cho người mất được chư tăng khai thị, từ đó giác ngộ về nhân quả, được quy y Tam Bảo, trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn, được phát tâm Bồ Đề tu hành theo chính pháp, và hơn thế là họ có cơ duyên được tái sinh vào những nơi cao quý tốt đẹp. Đây là việc làm báo hiếu rất lợi ích của người con Phật đối với gia quyến của mình. Thực hành theo lời Phật dạy và thể theo lời cầu thỉnh của nhân dân, Phật tử tại chùa Ba Vàng vào các ngày 14-30 âm lịch hoặc 29 tháng Thiếu, hàng tháng có tổ chức lễ cầu siêu cho vong linh. Buổi lễ sẽ diễn ra vào khoảng 7:30-8 giờ sáng. Nếu quý Phật tử có mong muốn cầu siêu cho thân quyến quá vãng, thì quý vị gửi thông tin họ tên người mất, ngày mất, nơi an táng về chùa trước một tuần để quý thầy làm lễ. 4. Nên cúng dường Tam Bảo và chúng tăng tu hành thanh tịnh. Trong bài Kinh Ngạ Quỷ Ngoài Bức Tường thuộc Kinh Tạng Nam Truyền, Tiểu bộ Kinh tập 3, Ngạ Quỷ Sự phẩm Con Rắn, Đức Phật có dạy: bởi vì kêu khóc hoặc sầu bi, thương tiếc, than van chẳng ích gì, không lợi gì cho người quá cố, khi thân nhân giữ thói lề kia. Song lễ vật này được cúng dâng, khéo đem an trú ở chư tăng, quả này hiện tại và sau nữa, lợi lạc lâu dài với cổ nhân. Vậy nên việc than khóc không mang lại lợi ích gì cho thân quyến đã quá vãng. Để thân quyến đã mất được hưởng lợi ích lâu dài, chúng ta nên phát tâm cúng dường Tam Bảo và chúng tăng. Bởi Tam Bảo là ruộng phước vô lượng của chúng sinh và cũng là chỗ cứu độ duy nhất cho chúng sinh. Không có một nơi nào, chốn nào, không có một ai ngoài Tam Bảo có thể cứu độ chúng sinh. Còn chư tăng là đại diện cho Tam Bảo. Nhờ có chư tăng thực hành và hoằng truyền lời Phật dạy mà Phật Pháp được trụ lâu dài ở thế gian. Cho nên, y theo lời Phật dạy, việc thiết lễ cúng dường lên Tam Bảo và chúng tăng là điều chúng ta nên làm khi có thân quyến qua đời. 5. Tuyệt đối không sát sinh, cúng tế quỷ thần.
Trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện phẩm 7 có ghi rằng: những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, ngày lâm chung kẻ thân thuộc, phải cẩn thận chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng tế lễ quỷ thần, cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tế lễ đó không có một mảy muốn chi lợi ích cho người chết cả, chỉ có kết thêm tội duyên của người đó, làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Như người đi đường xa không ăn uống trong 3 ngày vì đã hết sạch lương thực, đồ vật của người đó mang vác lại nặng hơn 100 cân, bỗng gặp kẻ lân cận gửi một ít đồ vật, vì vậy mà người đó càng phải khốn khổ nặng nề thêm. Cũng vậy, nếu chúng ta sát sinh để cúng tế hoặc làm các việc không lành, thì người chết không những không thọ hưởng được mà còn khiến cho họ tăng thêm nghiệp ác và có thể bị khổ hơn, hoặc chậm sinh về cảnh giới an lành. Lại nữa, trong kinh Tiểu Bộ 4 phẩm 18, bài kinh Đồ Ăn Cúng Người Chết, Tiền Thân Bà Tạc có kể câu chuyện. Thuở xưa, có một vị bà La Môn tinh thông kinh Vedas, là một danh sư nổi tiếng bốn phương. Khi ấy, vị bà La Môn này muốn cúng tế đồ ăn cho người đã chết. Ông cho bắt một con dê và sai các đệ tử cho dê ra sông tắm rửa, cho ăn lúa, chải chuốt và đeo vòng hoa cho nó. Khi đứng ở bờ sông, bỗng con dê phát ra tiếng cười như cái ghè bằng sành bị đập bể. Cười xong, dê rống lên khóc thảm thiết và nước mắt chảy giàn giụa. Thấy lạ, ông bà La Môn đem sự việc thuật lại cho một vị tôn giả đã chứng đắc lục thông. Vị tôn giả giải thích nhân duyên đó là: vì con dê này nhớ được tiền kiếp của nó. 409 kiếp trước đây, nó cũng là người và đã giết một con dê để cúng tế cho người chết. Do nghiệp ác ấy mà nó phải bị chém đầu trong 500 lần sống chết. Kiếp này là lần bị chém chết cuối cùng để nó hết nghiệp nên nó cười. Còn nó khóc là vì thương ông bà La Môn. Nếu ông giết nó thì lại chịu quả báo giống nó trước kia. Ông bà La Môn nghe xong, sợ hãi và hứa sẽ không giết con dê. Nhưng thật không ngờ khi con dê được thả ra, tự do gặm cỏ gần một tảng đá, có tia sét làm tảng đá vỡ ra, mảnh vỡ văng ngay vào cổ con dê, khiến nó đứt cổ mà chết. Cho nên, là người đệ tử Phật, khi đã được học hiểu về nhân quả, thì chúng ta nên y lời Phật dạy và làm các việc thiết thực nhất để hồi hướng phước báo cho thân quyến đã quá vãng. Chết là quy luật tất yếu, tự nhiên của cuộc sống, chúng ta sinh ra ai rồi cũng phải chết. Tuy nhiên, chết đi về đâu và tái sinh vào cảnh giới nào mới là điều quan trọng. Hy vọng qua bài viết này, mỗi người sẽ ứng dụng thực hành lời Phật dạy, biết bỏ các việc xấu ác, làm những điều thiện lành, giữ gìn 5 giới của người Phật tử tại gia, từ đó tăng trưởng thiện tâm và lợi ích cho mình cũng như thân quyến lúc lâm chung. Tiếp theo, sau khi một người chết, có 4 loại xá lợi không được đốt, nếu không thì gia tài sẽ hao hụt. Trên thực tế, trong văn hóa tang lễ, điều quan trọng nhất đối với người bình thường chính là chữ thiêu. Trong đám tang, gia đình của người quá cố sẽ đốt một số đồ đạc của người quá cố, đốt những thứ mà người đã khuất, yêu thích khi họ còn sống. Tại đám tang, các thành viên trong gia đình của người quá cố bày tỏ sự chia buồn với người đã khuất bằng cách đốt những thứ mà họ yêu thích khi họ còn sống. Nếu người quá cố thích đọc trong suốt cuộc đời của mình, người thân sẽ đốt một số cuốn sách. Người chết thích uống rượu và sẽ đốt một chai rượu ngon. Ngoài việc đốt những thứ trên, tại các đám tang, giấy tiền, nhà giấy, xe hơi giấy cũng được đốt. Trên thực tế, có một câu nói về loại giấy đốt này. Trên thực tế, ngoại trừ những thứ đã bị đốt cháy, trong đám tang có những thứ khác không được đốt. Trong dân gian có lời đồn đại rằng, sau khi một người chết có 4 loại xá lợi không được đốt, nếu không sẽ mất tài lộc. Có phải là mê tín dị đoan không? Hãy cùng điểm qua 4 thứ không được đốt sau khi một người chết. Đầu tiên, không đốt quần áo lông thú. Như đã nói ở trên, sau khi một người chết, quần áo của người đã khuất sẽ được đốt. Nhưng quần áo lông thú là một trường hợp đặc biệt. Trước hết, giá trị của quần áo lông thú tương đối cao. Thứ hai, việc đốt quần áo lông thú sẽ gây ô nhiễm không khí. Thứ hai, không đốt đồ sưu tầm. Đối với một số người cao tuổi, họ thích sưu tầm một số đồ trong những năm cuối đời. Những đồ sưu tầm này không thể bị đốt cháy. Đầu tiên, đây là phá hủy hiện vật. Thứ hai, những đồ sưu tầm này có giá trị, giữ chúng có thể thay đổi sự sụp đổ ở nhà. Thứ ba, không đốt chăn bông. Nhiều người không hiểu rằng chăn bông không thể đốt được. Đó là lý do tại sao khi một người chết, quần áo cá nhân có thể chứa vi trùng. Và quần áo của người đã khuất có thể đốt được.
Vậy tại sao không đốt chăn bông? Trên thực tế, chăn bông có một nét đặc biệt trong lịch sử và văn hóa của một số nơi, ví dụ ở Trung Quốc. Bởi vì chăn bông và cuộc sống có cách phát âm giống nhau, giữ một chiếc chăn bông có nghĩa là giữ cả đời. Rõ ràng là xui xẻo khi đốt một kiếp người. Thứ tư, không được đốt giường. Trong mắt người xưa, giường ngủ tượng trưng cho ý nghĩa sinh nhiều con, nhiều phúc lộc. Theo quan niệm của người xưa, việc mượn giường là điều rất xui xẻo. Bởi vì thời xưa có ba điều không được mượn: không được mượn dao, không được mượn hũ thuốc, ba là không được mượn giường. Lý do chính của việc không mượn dao là sợ con dao sẽ bị người khác dùng làm hung khí giết người. Lọ thuốc có chứa vi trùng, cho người khác mượn chẳng khác nào cho người khác mượn bệnh. Và việc vay mượn giường chẳng khác nào cắt đứt chuyện sinh con đẻ cái của mình, cũng là một hành vi không may mắn. Vì vậy, trong văn hóa Tăng Ma một số nơi, giường không được đốt. Đốt giường cũng giống như cho mượn giường.